Kính chào quý vị và các bạn. Trong tháng 7 này, bà con ngư dân có thể khai thác được cá ngừ đại dương ở nhiều vùng biển. Theo bản đồ dự báo của Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản thì vùng biển xa bờ thuộc khu vực từ Bình Định trở vào cho tới Ninh Thuận cũng như là ở Bắc và giữa biển Đông sẽ là những khu vực mà bà con có thể khai thác được cá với năng suất cao, tương ứng là các ô màu đỏ có trên bản đồ như thế này. Bà con vươn khơi đánh bắt cá ngừ đại dương xa bờ thuộc khu vực từ Bình Định trở vào cho tới Ninh Thuận ra tới khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trong chiều nay và hai ngày tới sẽ được thời tiết ủng hộ. Dự báo là trời không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây khoảng cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2,5 m. Với vùng biển khu vực từ Bình Thuận trở vào cho tới Cà Mau, ra tới khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, chiều nay dự báo gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, trời mưa rông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa bà con cần đề phòng với cả lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xuất hiện kèm trong cơn rông. Với ngư trường Vĩnh Bắc Bộ thì dự báo chiều nay trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 5. Riêng phía Bắc thì gió có thể có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1 đến 2,50 m Với khu vực biển, từ Quảng Trị trở vào cho tới Quảng Ngãi, chiều nay dự báo thời tiết đẹp, thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển. Trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét. Trên đất liền Trung Bộ thì thời tiết lại nắng nhiều. Chiều nay dự báo hầu khắp các tỉnh thành ở khu vực này đều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có những nơi trên 38 độ C. Trời sẽ nắng mạnh và nóng rát tới 17 giờ. Quý vị hạn chế các hoạt động lâu ngoài trời trong khung giờ này để phòng tránh say nắng và say nóng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo